Sáng ngày 7 tháng 10, phiên tòa xét xử vụ hoán đổi đất vàng liên quan đến bà Bạch Diệp và các cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tranh luận. Ông Nguyễn Thành Tài cho rằng ông chỉ làm lợi cho nhà nước, hơn nữa việc hoán đổi được người đứng đầu thành phố đồng ý. Tại tòa, ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói mẹ mình đã 95 tuổi, có 4 người con đi kháng chiến thì 3 người hy sinh. Năm nay ông đã 70 tuổi, đã trải qua hành trình gian khổ đối mặt với cái chết trong thời kỳ kháng chiến. Về vụ án này, ông Tài cho rằng ông không phải người gây ra hậu quả sau cùng. Khi trình nội dung dự thảo của ban chỉ đạo không chính cho chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý, việc hoán đổi này nhằm mục đích có lợi cho nhà nước. Theo luật sư, nếu ban chỉ đạo không chính không cho hoán đổi hay việc hoán đổi là sai thì không cơ quan nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể làm ngược lại. Cho đến khi ông Tài nghỉ hưu, việc hoán đổi tài sản vẫn chưa thực hiện xong và chưa gây thiệt hại. Nói lời sau cùng, bà Dương Thị Bạch Diệp cho rằng mình bị oan chỉ muốn được gặp cha lần cuối.